chương trình 24 giờ chuyển động. Trong phần đầu của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay, tại Điện Biên, đối tượng lập Facebook ảo, giả nhà xe rồi lừa hơn 100 người chuyển trước tiền cọc. Câu chuyện quản lý cấp phép xây dựng và quy định về an toàn phòng cháy tại các chung cư đang là vấn đề được quan tâm khi pháp luật điều chỉnh đối với loại hình này vẫn còn lỗ hổng. Sau vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ, thành phố Hà Nội, người dân đổ xô mua đồ bảo hộ hỏa hoạn. Chuyện lạ về người phụ nữ có bộ râu dài nhất thế giới. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thảm họa cháy tại chung cư mini Khương Hạ, thành phố Hà Nội những ngày này đang là chủ đề được bàn luận khắp nơi trong mạng xã hội, trong nhân dân với nhiều góc nhìn, nỗi lo khác nhau. Và chương trình ngày hôm nay tiếp tục dành thời lượng cho chủ đề đáng buồn mà cũng đáng quan tâm này. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi cụm tin nóng ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Tin nóng. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân thời gian qua, nhiều đoạn hàng rào lưới cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trung Lương bị cắt phá, tạo lưới lên xuống đường cao tốc để bưu sinh, đón xe khách, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và mất cảnh quan đường cao tốc. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình, dọc theo đường dân sinh tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh trung lương, đoạn từ cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, huyện Bình Lức, tỉnh Long An, đến địa bàn xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An, tỉnh Long An, giáp ranh với tỉnh Tiền Giang, có hơn 100 điểm hàng rào bị cắt phá. Nhiều chỗ bị tháo dỡ toàn bộ bu lông, khiến khu màng rào dài 3 mét bị ngã nghiêng, rác thải đổ đầy. Nhiều người lợi dụng những điểm hở này để vào bên trong hàng rào, cắt cỏ, trồng rau, bỏ rác. Khu vực được xem là mất cảnh quan dưới cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là đoạn cầu bắc qua vàm cỏ Tây người dân chăn nuôi gia súc gia cầm vô tư ra vào khu vực cấm, khu vực nguy hiểm. Không những vậy, có cả bãi phế liệu, bãi chứa hàng hóa đang hoạt động bên trong hàng rào cao tốc. Theo ông Lữ Văn Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các xã kiểm tra và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cắt phá hàng rào. Đồng thời, phối hợp với Ban quản lý dự án cao tốc đã mời các hộ sống cặp theo cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa bàn xã lên làm việc tuyên truyền cho bà con không cắt phá, đảm bảo an ninh giao thông khu vực này và viết cam kết không vi phạm. Theo đại diện ban toàn giao thông tỉnh Long An, việc cắt phá tháo dỡ hàng rào cao tốc hết sức nguy hiểm. Khi đó, chỉ một vài con gia súc như trâu, bò đi lọt vào đường cao tốc, hậu quả sẽ khó lường. Đại diện ban an toàn giao thông cho biết, sẽ có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện Bến Lức, Thủ Thừa và thành phố Tân An phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân không xâm hại hành lang đường cao tốc, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an cương quyết xử lý những hành vi vi phạm. Sáng ngày 16 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành bắt và di lý đối tượng Hứa Luật Phong sinh năm 1992. Đối tượng này có một tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa mãn hạn tù tháng Giêng năm 2023 theo hồ sơ của cơ quan công an lợi dụng mạng internet hứa luật phong đã lập sử dụng nick facebook cá nhân sau đó kết nối vào trang fanpage nhà xe sông châu chạy tuyến điện biên hà nội mỗi khi có khách gọi đến số điện thoại trong phần giới thiệu của nhà xe trên trang facebook phong sẽ yêu cầu khách chuyển trước một phần hoặc toàn bộ tiền vé thì mới xác nhận đặt chỗ thành công Thực chất, những số điện thoại này là của cá nhân phòng, không phải của nhà xe. Số tiền khách chuyển đến phòng dùng để tiêu xài cá nhân và cũng không thông báo với nhà xe về việc có khách đặt chỗ. Đương nhiên, đến ngày cần di chuyển thì những vị khách này sẽ không có chỗ. Với thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023, Phong đã lừa đảo chiếm đoạt của trên 100 người với tổng số tiền khoảng 170 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, tại khu vực bến xe khách tỉnh Hà Giang đã bắt giữ 3 đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất cấm từ tỉnh Điện Biên vào địa bàn Hà Giang. Qua điều tra ban đầu, ba đối tượng đều là người dân tộc Mông, gồm Chánh A Dính sinh năm 1990, Chán A Sáng sinh năm 1999 và Chá A Tạ sinh năm 1999. Tại hiện trường, tăng vật được thu giữ gồm một hộp thìa cắt tông bên trong chứa 10 bánh heroin, một xe mô tô biển kiểm soát 27B1 79567, ba điện thoại di động và một số tăng vật liên quan khác. Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng cùng tăng vật và tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Ngô Hoàng Thọ sinh năm 1980 về tội giết người và trộm cắp tài sản, Phạm Hồng Quy sinh năm 1990 về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ. Đây là hai đối tượng trộm có hành vi chống trả khi bị truy bắt, khiến Đại úy Hồ Tấn Dương sinh năm 1986, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy, Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hy sinh ngày 4 tháng 8 năm 2022. Theo cáo trạng ngày 4 tháng 8 năm 2022, người dân báo tin phát hiện hai đối tượng Phạm Hồng Quy và Ngô Hoàng Thọ trộm tài sản trên xe tải dọc tuyến quốc lộ N2B thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò ngay lập tức thượng úy nguyễn thanh danh chở đại úy hồ tấn dương trên xe mô tô nhanh chóng tổ chức truy bắt hai đối tượng bị truy đuổi đối tượng quy và thọ tỏ ra hung hãn chống trả quyết liệt khi đồng chí danh cho xe vượt lên song song xe của thọ thì bất ngờ thọ dùng chân trái đạp vào bên phải bánh trước xe của đồng chí danh làm xe mất thăng bằng ngã trượt trên đường còn xe của thọ thì đâm xuống lề đường hậu quả đồng chí hồ tấn dương tử vong trên đường đi cấp cứu đồng chí nguyễn thanh danh bị tổn thương cơ thể 33% tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù đối với ngô hoàng thọ mức án từ 2 đến 3 năm tù đối với phạm hồng quy sau hai ngày xét xử Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét thấy tại phiên tòa lời khai của những người liên quan có các điểm chưa phù hợp với hồ sơ vụ án cần làm rõ. Vì vậy, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án này. Thưa quý vị, sau vụ cháy trên phố Khương Hạ, Thanh Xuân, khiến 56 người tử vong và hàng chục người bị thương, Bộ Công an đã chỉ đạo tổng kiểm tra rà soát chung cư mini trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù chưa có con số thống kê, nhưng chỉ tính riêng tại Hà Nội, con số này chắc chắn sẽ không ít. Câu chuyện quản lý cấp phép xây dựng và quy định về an toàn phòng cháy tại các chung cư này đang là vấn đề được quan tâm khi pháp luật điều chỉnh đối với loại hình này vẫn còn lỗ hổng. Mời quý vị cùng theo dõi vấn đề đang nóng này qua phóng sự sau đây. Tiểu mục nóng trên mặt báo. Tòa nhà nằm trên địa bàn phường Khương Mai, quận Thanh Xuân Hà Nội, cao 10 tầng. Tòa nhà được thiết kế 9 tầng ở và 1 tầng để xe với tổng số 19 căn hộ. Nếu tính bình quân mỗi căn hộ là 4 người, thì trong tòa nhà thường xuyên có hơn 70 người sinh sống. Do diện tích nhỏ hẹp nên không gian phía trong hết sức chật chội. Ngoài cửa vào phía trước thì ở đây không có bất kỳ đường thoát nạn nào. Thiết bị báo cháy cũng không được trang bị. Ông Phạm Úc, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho hay. Từ ngày chúng tôi ở thì chưa có, cũng đã có dự định là sẽ lắp cái cái, cái báo, báo cháy, có nghĩa là cái, cái, cái báo khói đấy. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa chưa kịp được thực hiện, bởi vì là cái này chúng tôi lại còn phải họp toàn bộ tòa nhà, rồi thông báo rồi di động kinh phí. Tại Hà Nội có rất nhiều loại hình gọi là chung cư mini đã và đang mọc lên. Thế nhưng câu chuyện về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn còn những bất cập. Pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định về khái niệm chung cư mini. Do vậy việc điều chỉnh và những giải pháp về phòng cháy chữa cháy cho loại hình này vẫn còn những vấn đề chưa thống nhất. Trung tá Phan Anh, Phó trưởng khoa phòng cháy, Đại học phòng cháy chữa cháy cho biết. Thực tế một cái giải pháp chung cho những loại hình này thì rất khó. Nhưng mà cơ bản thì chúng tôi khuyến cáo có hai cái hướng tác động. Một là phải xây dựng được cái đường thoát nạn an toàn. Thứ hai là phải thoát được khói, khí độc và nhiệt sinh ra từ đám cháy. Bản thân những người sống trong các chung cư hay mini nói riêng và các cái loại hình cơ sở khác nói chung là phải thường xuyên giám sát nguồn lửa nguồn nhiệt đặc biệt là đối với các trang thiết bị điện. Ông Sầm Vũ Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội nói: Từ thực tiễn tôi thấy thì cả góc độ về về quản lý và cả góc độ về thực tiễn ấy, thì tôi nghĩ là các cơ quan nhà nước ấy cần phải có cái những cái, cái điều chỉnh bổ sung kịp thời, đặc biệt là quy định về mặt phòng cháy chữa cháy, cháy này, quy định về mặt quản lý quản trị chung cư này. Sau vụ cháy đau lòng xảy ra ở thanh xuân Hà Nội, không chỉ loại hình chung cư mini mà nhiều tòa chung cư khác cũng đã tập trung ra soát lại phương án an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, ngoài việc thường xuyên theo dõi, giám sát những nguy cơ phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt bằng công nghệ, tổ bảo vệ tại khu đô thị Hồng Hà, Tứ Hiệp còn thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế các thiết bị điện tại tầng hầm. Những xe đạp điện được yêu cầu sạc tại khu vực riêng và không được sạc sau 23 giờ. Ông Lê Ngọc, tổ bảo vệ khu đô thị Hồng Hà, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, nói. Qua cái sự cố xảy ra đáng tiếc ở khu vực Thanh Xuân thì lực lượng bảo vệ chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát kiểm soát nhắc bà con cư dân sạc điện vào đúng khu vực quy định xe máy chảy xăng dầu bà con phải có ý thức và dắt ra một chỗ không để cùng chỗ khu vực có ô tô xe máy và sẽ ảnh hưởng chung khu vực. Cùng với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại các thành phố lớn thì nhu cầu về nhà ở của người dân gia tăng việc phát triển loại hình căn hộ chung cư mini thời gian qua đã phần nào đáp ứng nhu cầu nhà ở với phân khúc bình dân. Vậy, những vi phạm điều chỉnh của luật với loại hình này vẫn còn đó những tồn tại và thiếu sót trong đó. Về những phạm vi điều chỉnh của luật với loại hình này vẫn còn đó những tồn tại và thiếu sót, trong đó vấn đề an toàn phòng cháy cần được điều chỉnh để những vụ việc đau lòng tương tự như vừa qua sẽ không xảy ra. Vâng, mô hình được cho là ưu việt hướng đến phục vụ người yếu thế trong xã hội, người có thu nhập thấp nhưng không được kiểm soát theo một quy chuẩn nghiêm ngặt nào, thì thương nhau như thế bằng mười phụ nhau. Lựa chọn được cho là thầy thượng nhưng những đau thương như vụ cháy vừa xảy ra là không gì có thể bù đắp. Giải pháp đó, mô hình đó, lựa chọn đó phải được thực hiện bằng việc không thể luật hóa chung cư mini như đang đề xuất hay thực thi theo dạng phạt rồi cho tồn tại. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang đề xuất loại hình chung cư mini với tên gọi nhà ở nhiều tầng, nhiều hậu ở của hộ gia đình cá nhân. Nếu cho phép hộ gia đình cá nhân có thửa đất ở, có thể xây dựng chung cư mini để bán mà không cần lập dự án đầu tư theo luật đầu tư luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, thì không có gì đảm bảo những hiểm họa và bất hợp lý về quy hoạch đô thị vẫn tiếp diễn. Mà như thế có nghĩa là chúng ta công nhận về những gì đã làm và chấp nhận những đau thương hoàn toàn không được có. Đến đây thì nội dung này xin được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Tiểu mục Đông Tây chuyển động. Thưa quý vị, vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ thành phố Hà Nội khiến người dân có tâm lý bất an. Nhiều người đã đổ xô tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy để chủ động trong việc ứng phó với hỏa hoạn, khiến thị trường này trở nên khang hàng. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Những cuộc điện thoại liên tục hỏi mua thang dây, mặt nạ khí độc bình cứu hỏa, những chuyến xe ship vội cho kịp đơn hàng trong ngày. Một người giao hàng cho hay. Ra khoảng 30 đơn rồi, là chung cư mini hết. Thì hiện tại số lượng thật sự là bọn tôi cũng đã cố gắng cung ứng nhưng mà do nhiều nhiều người hỏi quá, nhiều công ty đặt quá nên là chúng tôi cũng chưa thể kịp cung ứng được. Anh Đỗ Hữu Cường, công ty thương mại và dịch vụ Điện Biên nói. Trong một ngày thường thường nhận đến 5 đến 60 đơn hàng. Không chỉ đặt qua mạng, nhiều người dân tại Hà Nội cũng đội mưa đến tận các cửa hàng để tìm mua. Chị Lâm Thị Thu Hiền, thành phố Hà Nội cho biết. mặt dạ, hàng trên thị trường này thì cũng đa dạng nhiều nhiều loại ạ. Tìm cũng khá dễ ạ, khá dễ dàng để bắt gặp được những cái sản phẩm phòng cháy chữa cháy anh Vũ Thành Đồng, thành phố Hà Nội nói: Mình muốn mua cái mặt nạ phòng khói, bình cứu hỏa và thang dây. Thì theo mình tìm hiểu trên thị trường thì giá là hợp lý và mình dễ sử dụng để ở trong nhà thì cũng yên tâm. Theo đơn vị phân phối các sản phẩm bảo hộ này cho các cửa hàng, mặt hàng được đặt mua gấp 30 lần so với ngày thường. Nhà máy vẫn đảm bảo sản xuất cung ứng thị trường và không thay đổi giá bán buôn. Tuy nhiên, giá bán lẻ có sự tăng nhẹ Mặt nạ chống độc nhập khẩu có hai mức 130.000 đồng và 1,4 triệu đồng một chiếc tùy loại. Bình cứu hỏa 300.000 đồng một cặp bình khí và bột. Thang dây thường bán loại 5m đến 10m giá 500.000 đến 750.000 đồng tùy theo độ dài. Ông Đào Công Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Bảo hộ Lao động Hòa Bình cho biết là về cái thang dây thì nếu mà chúng ta bảo quản trong cái điều kiện bình thường thì gần như không bao giờ nó hỏng cả. Cái mặt nạ phòng khói thông thường có nhà sản xuất cho cái hạn dùng thứ 3 đến 5 năm trong điều kiện bình thường thời gian rất là dài thế còn bình chữa cháy có hai loại bình chính hiện nay là bình bột và bình khí thì nếu như trong cái đám cháy liên quan đến cháy điện chập điện thì bà con phải dùng bình khí chứ nếu mà chập điện chúng ta xịt bình bột là nó không hiệu quả nó còn cháy bùng lên có cùng ác có cầu nhưng khi ở một thời điểm những người dân cùng ồ ạt mua thì rất dễ xảy ra tình trạng hiếm hàng chưa kể đến việc tìm mua theo số đồng khi chưa tìm hiểu kỹ sẽ có thể mua phải hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất đó là những chiếc mặt nạ phòng khí độc và những chiếc thang dây. Bằng cảm quan mắt thường, những sản phẩm có thể giúp chúng ta yên tâm hơn khi xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, theo lời khuyên của nhiều chuyên gia và chủ cửa hàng, thì để sử dụng những thang này, cần sự tập huấn vì những chiếc thang thế này không có đồ bảo hộ đi kèm. Vì vậy, người dân trước khi mua cần tìm hiểu kỹ và có sự tập huấn khi sử dụng, tránh mua ồ ạt đẩy giá lên cao. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân thành phố, chiều ngày 14 tháng 9, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số chung cư và khu thuê trọ trên địa bàn. Qua đó, các sai phạm khi bị phát hiện sẽ xử lý nghiêm, đồng thời để mạnh tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra một chung cư cũ trên đường Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận vẫn còn tình trạng xe gắn máy đậu tràn lan, chắn lối thang bộ, thậm chí gần với hệ thống điện cầu mắc chằng chịch đây là chung cư được xây dựng trước năm 1975 cũng chưa có hệ thống báo cháy bên cạnh đó còn có nhiều chuồng cọp được lắp đặt phía trước lan can sẽ gây khó khăn khi thoát hiểm nếu có sự cố đoàn kiểm tra cũng đã thị sát một tòa nhà thiết kế dạng chung cư mini cho thuê nằm trong hẻm đường tô Hiến Thành quận Bời tại đây ghi nhận có 44 căn hộ cho thuê lối đi lại bên trong nhỏ hẹp chật chội nhiều vật dụng để trước hành lang thiếu cửa ngăn khói tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều nhà trọ chung cư mini nằm trong các hẻm sâu, hẹp, cách xa nguồn nước, không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người thuê trọ còn chủ quan lơ là, bất cẩn trong việc sạc pin điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện. Theo đó, công an sẽ phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, cách thoát nạn khi xảy ra sự cố. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, gần 10 năm nay Bảo tàng tỉnh Quảng Bình trưng bày gốc sưa khủng, ước tính lên tới hàng trăm năm tuổi và từng được đồng đoán có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá trị thực của gốc sưa hiện vẫn còn là ẩn số. Gốc cây sưa khủng được hai cha con ông Nguyễn Văn Thời và Nguyễn Quang Huy, ngụ thôn 4, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, phát hiện nằm dưới lòng suối tại khu vực Khe Tróc Vực, xã Phúc Trạch vào tháng 2 năm 2014. Lúc đang đi đánh cá, ngay sau đó, lực lượng chức năng Quảng Bình có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời triển khai nhiều phương án kỹ thuật, máy móc và sức người để trục vớt gốc cây sưa đưa lên bờ để xử lý theo quy định. Sau khi gốc sưa được trục vớt lên bờ, tháng 3 năm 2014, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định trưng bày tại bảo tàng tổng hợp tỉnh. Lãnh đạo tỉnh thời điểm đó cho rằng việc trưng bày gốc cây sưa tại bảo tàng giúp người dân địa phương biết về loại gỗ quý hiếm và có giá trị này để cùng chung tay giữ gìn cho môi trường sống. Gốc cây sưa khủng với tuổi đời hàng trăm năm nay được xác định thuộc loại sưa mọc vàng, tên khoa học là Dunbaria tonkisenis brang, thuộc gỗ nhóm 1, đường kính thân cây khoảng 1m 1 m, dài 1,8 m, chiều rộng nhất của rễ ở gốc 2,5 m và nặng trên 2,1 tấn. Bên trong thân của gốc sưa bị rỗng hoàn toàn, cây già cỗi, cộng thêm bị ngâm nước thời gian dài, tạo nên nhiều vết nứt chằng chịt. Thời điểm khi thị trường gỗ sưa rất nóng ở khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, nhiều thương lái từng về trả giá gốc sưa khủng này trị giá 17 tỷ đồng và đây được xem là gốc sưa lớn nhất từ trước đến nay được tìm thấy ở Quảng Bình. Tiếp theo mời quý vị cùng đến Nam Định để chiêm ngưỡng cây xanh độc lạ với 40 tán lá và có tuổi đời hơn 40 năm tuổi. Về xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, người dân không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cây xanh dáng lão nằm ngay bên đường. Kiệt tác độc nhất này thuộc gia đình ông Đoàn Văn Tuyến và bà Đu Thị Huế, cây có chiều cao 5m, rộng khoảng 6m, với hơn 40 tán khoảng 50cm đến 1m. Lá cây bọc đều, phủ kính từ gốc đến ngọn. Ông Tuyến cho biết để giữ dáng thể đẹp cho cây, việc tỉa tót được ông thực hiện 2 tháng một lần và phải dành 2 ngày mới các tỉa xong cho cây. Bà Lưu Thị Huế cho biết cây xanh này được cha mẹ đẻ của bà trồng cách đây khoảng 40 năm. Gia đình phải bỏ ra hơn 30 năm kỳ công chăm sóc, uống nắng mới có được hình dáng ưng ý ngày nay. Lão xanh này được xem là cảnh quan đẹp nổi tiếng ở địa phương, cây đẹp lại bóng mát và nơi đón xe quen thuộc của xã. Đến nay, ai trong xã Hải Phú đều biết đến cây xanh dáng lão độc đáo này. Cây xanh không chỉ là món quà tinh thần được gia đình ông Tuyến gìn giữ suốt mấy mươi năm qua, mà nó đã trở thành dấu ấn riêng, niềm tự hào của người dân Nam Định. Tin quốc tế đáng chú ý, thưa quý vị, một người phụ nữ đã được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người phụ nữ có bộ râu dài nhất thế giới. Sau khi cô bỏ thói quen cạo râu 3 lần mỗi ngày, điều lạ gì đã khiến cho cô có bộ râu dài nhất thế giới? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cô Erin Henrichet, 38 tuổi, đang sống ở tiểu bang Michigan của Mỹ. Cô sở hữu bộ râu dài tới 30 cm do mắc hội chứng buôn trứng đa nang. Hội chứng này gây sự mất cân bằng nội tiết tố và có thể khiến lông tóc phát triển quá mức. Trong trường hợp của cô Henrichet, triệu chứng lông phát triển quá mức đã giúp cô giành danh hiệu người phụ nữ có râu dài nhất thế giới còn sống mà không cần dùng hóc môn hay chất phụ trợ. Thông cáo báo chí Guinness cho biết, cô Honeycutt đã cố gắng cạo râu, tẩy lông và sử dụng các sản phẩm khác để xử lý bộ râu của mình. Khi nhận thấy nó bắt đầu một nhanh khi 13 tuổi, người phụ nữ này cũng nói rằng cô rất vui khi lập kỷ lục thế giới cho điều mà cô từng thấy xấu hổ. Trang web của Guinness cho biết, Cô Hennikus đã thiết lập kỷ lục vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 tại Caro, Michigan. Vừa qua, bà Vivian Weller, 75 tuổi. Bầu râu của bà Weller đã được xác định dài 25,5 cm. Còn một người phụ nữ sống tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã khiến chủ nhà sừng sốt khi một năm không đổ rác, khiến rác ngập ngụa trong phòng. Nhiều người xem video nói không thể tưởng tượng một người phụ nữ có thể sống như vậy suốt một năm đây là cơn ác mộng không ngờ tới của chủ nhà người thuê căn phòng này đã không đổ rác suốt một năm sinh sống tại đây người chủ phòng trọ đã phát hiện cảnh tượng kinh hoàng này sau khi một người hàng xóm phàn nàn có mùi hôi thối bốc ra trong khi người dọn vệ sinh đến dọn dẹp căn phòng, người phụ nữ thuê nhà vẫn thản nhiên ngồi giữa đống rác và chăm chú xem điện thoại. Vì chủ nhà cho biết trong thời gian thuê trọ, cô gái này chỉ sinh hoạt và ngủ đúng tại vị trí đang ngồi trong video đăng tải. Mọi lối đi đều bị bịt kính, toàn bộ rác thải sinh hoạt được người này vứt ra xung quanh và đầy lên theo thời gian. Phải mất đến 5 tiếng để dọn dẹp toàn bộ căn phòng này. Chủ phòng trọ cho biết người phụ nữ vẫn trả tiền thuê nhà đúng hàng hàng tháng. Chủ nhà đã cho cô ấy ở căn phòng thêm một vài ngày để tìm nơi ở mới. Trong tuần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, bảy tăng sát chim trời đã sạch bóng trên các cánh đồng ở Thanh Hóa. Tiếp một chuyện ngày mới, chuyện về người phụ nữ Mỹ đã bán hết nhà cửa của mình để qua Việt Nam giúp người dân chữa bệnh. Tiểu mục cà phê không đường, Tiểu một cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng chú ý về môi trường ở Tây Ninh. Thưa quý vị, sau khi phát hiện một số cơ sở chế biến tinh bột sắn và chăn nuôi gia súc xả thải trực tiếp gây ô nhiễm trên sông Vàm Quả Đông, các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc, phát hiện chín doanh nghiệp có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, xử phạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Sau đây là phóng sự ghi nhận về vấn đề này. Tại xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, sau khi kiểm tra đột xuất đối với 11 cơ sở chế biến tinh bột sắn, các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 6 cơ sở có hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường. Trong đó, công ty Đặng Hùng Duy và công ty Tân Phú đã lắp đặt đường ống trái phép để bí mật xả thải ra môi trường. Tỉnh Tây Ninh đã xử phạt mỗi doanh nghiệp 800 triệu đồng. Ông Huỳnh Thiện Huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết: Thì điều qua thì có một số doanh nghiệp ở trên địa bàn xả thải môi trường thì đối với chức năng của địa phương thì chúng tôi sẽ là sẽ báo cáo kịp thời để cơ quan chức năng trên để xử lý cho nó kịp thời để không có gây là ảnh hưởng đến cái môi trường cái, cái cái môi trường sống của người dân. Để đảm bảo thực hiện nghiêm luật bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, thời gian tới thì xã Hòa Thành cho biết sẽ kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm. Ông Lê Hồng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh nói cái quan điểm của Hòa Thành đó là chỉ về chủ nguyên hiện trạng không cấp phép mới và không cho cơ nới nữa. do đó thì việc mà để đảm bảo cho cái công tác môi trường sắp tới là đề nghị cơ sở phải chấp hành cho đúng cái cái sản lượng mình là cái trong sản lượng mình chế biến thì phải nó đáp ứng với cái xử lý thì nước. Thời gian qua tình trạng ô nhiễm môi trường ở xã Trường Đông thị xã Hòa Thành đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân người dân mong chính quyền có biện pháp xử lý triệt để hoặc phải di dời các cơ sở có gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Ông Trần Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh nhận định. Các cơ sở này nếu muốn tồn tại à, hoạt động thì phải phải có biện pháp xử lý chất thải nghiêm để mới đỡ hãy tồn tại còn không phải dừng sản xuất hoặc là phải di dời. Hơn nữa là huyện quyện Hòa Thành là cái quyện mà được là công nhận là nông thôn mới đang là phía hoàn thành thì cái việc mà xử lý cái môi trường nó phải càng triệt để hơn. Tức là những cơ sở đã và đang hoạt động, nếu có xảy ra vấn đề mà ô nhiễm môi trường thì phải càng xử lý nghiêm và không cho phát sinh cái cơ sở mới mà có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu các sở ngành các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát đối với các cơ sở sản xuất chăn nuôi gia súc gia cầm kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường tin nóng. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục lắng nghe. Đầu tháng 9 hàng năm, khi tiết trời bắt đầu vào thu, trên những cánh đồng lúa dọc các xã ven biển của huyện Quảng Sương và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hàng chục trận địa cò giả, cò mồi, lưới tàn hình được thời săn dăng khắp nơi để tận diệt chim trời. Lưới tàn hình cò giả được dăng khắp cánh đồng dọc các xã ven biển, huyện Quảng Sương và thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để bẫy bắt cò, các loại chim hoang dã, hàng chục con cò bồi được thợ săn buộc dây vào chân cho đứng trên những chiếc cọc tre đã được làm sẵn, cắm xuống dưới ruộng. Quanh những con chim này, những chiếc bẫy bằng tre được ngụy trang trong những bụi cây cắm dài đặc. Khi phát hiện những đàn chim trên cao, người dân sẽ giật dây để những con chim này tung cánh kèm những âm thanh giả tiếng chim, tạo sự chú ý để dụ chim bay trên trời xa xuống. Trước sự việc này, hai kiểm lâm ven biển thuộc chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn và ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương ra quân kiểm tra xử lý các địa điểm bẫy bắt tàn sát chim trời. Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa hai xe máy và một xe ô tô bán tải khiến ba người bị thương, trong đó một nam thanh niên bị thương nặng. Thông tin ban đầu, Phan Văn Thiện, 18 tuổi, Điều khiển xe máy biển số 93B2 96598 lưu thông đến khu phố 1 Phượng Tiến Thành, bất ngờ va quẹt với xe máy do đôi nam nữ khoảng 20 tuổi điều khiển phía trước. Sau va quẹt khiến đôi nam nữ ngã xuống, nam thanh niên và xe máy tiếp tục lao lên phía trước, tông vào đuôi xe ô tô bán tải lưu thông cùng chiều phía trước, khiến cả nam thanh niên và cả xe máy bị ngã văng lên phía trước nhiều mét. Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ bị thương nhẹ, Phan Văn Thiện bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe cổ Thiện hư hỏng nặng phần đầu, xe bán tải hư hỏng phần đuôi. Tiểu mục chuyện ngày mới. Quý vị thân mến, với tình yêu mến đặc biệt đối với đất nước Việt Nam và mong muốn cống hiến kiến thức chuyên môn của mình trong lĩnh vực vật lý trị liệu, chấn thương chỉnh hình, bà Virginia Marie Blockhead, 70 tuổi, chuyên gia phục hồi chức năng người Mỹ, đã tình nguyện gắn bó với Đà Nẵng gần 17 năm qua và giúp trị liệu cho hàng ngàn bệnh nhân chấn thương, bại liệt bà đã truyền cảm hứng lớn cho đội ngũ y bác sĩ và các bệnh nhân của mình. Được biết, năm 2005, biết HVO, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tìm kiếm chuyên gia vật lý trị liệu sang Việt Nam, bà đăng ký đi và điểm đến là thành phố Đà Nẵng. Bà tình nguyện làm việc trong một số cơ sở y tế với công việc chính là tập vật lý trị liệu cho các bệnh nhân sau tai nạn, tai biến. Sau đó, bà đến liều bang với chồng bán nhà để sang Việt Nam sống và giúp đỡ các bệnh nhân cho đến ngày hôm nay tấm lòng thầy thuốc không biên giới câu chuyện ý nghĩa này sẽ được chia sẻ trong tiểu mục chuyện ngày mới hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe không phải là thợ may nhưng Virginia Marie Lochet vẫn miệt mài mỗi ngày bên chiếc máy khâu bà là một chuyên gia vật lý trị liệu người Mỹ những chiếc đai hỗ trợ tập luyện phục hồi chức năng mà bà đã tự nguyện làm để tặng cho hàng ngàn bệnh nhân bệnh viện y học cổ truyền Đà Nẵng bà Virginia Marie Lochet tình nguyện viên tổ chức Steady Tep Hoa Kỳ cho biết Tôi muốn đảm bảo là tất cả các bệnh nhân đều phải đeo đai và cả khi về nhà thì người nhà cũng cần đeo đai cho bệnh nhân khi tập đi để giữ an toàn và tránh té ngã. Vì thế tôi cứ làm hết cái này đến cái khác để tặng cho họ. Đều đặn mỗi sáng suốt 13 năm qua, các bệnh nhân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh bà Vichanya cùng trợ lý kim phiên dịch của mình, tận tụy và kiên nhẫn tập từng động tác cho các bệnh nhân di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. Điều dưỡng mỗi sáng suốt 13 năm qua, các bệnh nhân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh bà Virginia cùng trợ lý Kim Phiên Dịch của mình tận tụy và kiên nhẫn từng động tác cho các bệnh nhân di chứng tai biến mạch não, chấn thương sọ não. Bệnh nhân Dương Văn Trùng chia sẻ. Bệnh nhân là chưa tới bà đã tới rồi. Thế nên là bà cũng lo nghĩ là bà ngồi nhưng mà bà vẫn quan tâm liếc bà nhìn hết những bệnh nhân ở đây bệnh nhân nào cần ai thì là bà là hỗ trợ liền đó là tôi thấy sự cộng đồng không không thể nào xuyên được bệnh nhân Trần Văn Phương nói bà sửa từng động tác và từng chi tiết hoặc giả là những cái nhắc nhở từng cái cái động tác ngồi đứng đi từng động tác một nhưng bà rất là là chú đáo cái vấn đề đó anh em được sự quan tâm của bà tập và tập thể kỹ thuật viên của bệnh viện. Tới hôm nay là tôi tự chống gậy và tôi đi đôi đi tới trong phòng được rồi. Sau lần đầu tiên đến Việt Nam năm 1995, với lòng cảm mến đặc biệt, bà Virginia cùng chồng sáng lập tổ chức phi chính phủ City Step và chuyển hẳn tới Đà Nẵng, sinh sống và làm công việc tình nguyện bằng chính khoản lương hưu của ông bà. Bác sĩ Phan Nguyên Huy, trưởng khoa lão Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng, cho biết đối với cái đơn vị phục hồi chức năng bà đã theo sát từng viên gạch từ khi sai bệnh viện tới bây giờ đóng góp ý tưởng vào các cái phòng trị liệu cho bệnh nhân để được cái hiệu quả làm việc tốt nhất cho các bệnh nhân. Lương y Phan Công Tuấn, khoa chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng nói: Hàng ngày bà đã đến bệnh viện làm tập vật lý cho bệnh nhân về đêm bà lại là đứng ra cạnh cội mai thì hình tượng này phải nói là nó đã đánh đậm vào cái tình cảm của tôi và à, tôi đã có cái hứng để viết ra một cái bài thơ người đàn bà ngày mai tri ân dẫn cống hiến lặng thầm của bà tập thể cán bộ nhân viên bệnh viện y học cổ truyền đà nẵng mỗi người đã góp một giọt đồng đúc nên bức tượng chân dung bà bà virginia là một biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam hoa kỳ bà virginia mary lockett tình nguyện viên tổ chức td step hoa kỳ bộc bạch tôi chỉ mong muốn tiếp tục ở lại đây và cho đến cuối đời có thể giúp đỡ bệnh nhân phục hồi chức năng. Mơ ước của tôi là được trở thành một công dân Việt Nam. Tôi không muốn đi đâu nữa cả. Nơi đây chính là quê hương của tôi rồi. Chia sẻ thêm về bà Virginia Marie Lockhart, Lương Y Phan Công Tuấn kể, rất nhiều lần bệnh viện ngỏ ý hỗ trợ cho bà chi phí để bà trang trải cuộc sống nơi đất khách quê người. Nhưng bà một mực không nhận. Niềm vui của bà là được thấy người bệnh an tâm điều trị, không lo gánh nặng chi phí. Với bà, thành phố Đà Nẵng là quê hương thứ hai và bà sẽ ở lại đây để làm việc thiện đến cuối đời, tấm lòng của người thầy thuốc đáng trân trọng đúng không nào? Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, mạnh tiến và Người bình xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.